cơ sở Châu Kiển ở Sóc Trăng chào bạn nha. Thì buổi sáng hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020, thì hôm nay chúng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đổ cái chậu 1m qua văn. Thì cái chậu 1m này chất liệu khuôn như bằng composite, thì khuôn không có lòng trong, thì chúng sẽ tự tay đắp lên và hoàn thành cái sản phẩm này. Thì hôm nay thì Năng cũng sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn và hướng dẫn các bạn kỹ thuật. Thì chung thì cái bước đầu tiên các bạn, sau khi các bạn gắp khuôn xong á và siết ốc lại cho chắc chắn, thì các bạn tiến hành quét cái lớp nhớt bên trong cái bề mặt khuôn để sau này lấy cái khuôn ra thì được dễ dàng hơn. Thì cái chậu 1m này nó gồm cái chậu và cái chân. Thì buổi sáng hôm nay chúng sẽ tiến hành đổ cái chậu trước. Thì tương tự như cái chậu 90 thì chậu tròn 1m thì không có gì khác, cách làm nó cũng tương tự nhau. Thì mời các bạn theo dõi những kỹ thuật sau đây. Thì cái lớp nhớt này các bạn là sử dụng nhớt đã qua sử dụng cũng được. Thì nhớt thì nó hơi đen xíu nha các bạn. Thì cái hoa văn đã lộng bên trong cái khuôn rồi, sau này mình đổ cái khuôn ra thì cái hoa văn nó sẽ hiện lên, nó rất là đẹp. Thì hiện tại cái mẫu chậu 1m này thời gian qua chung làm cũng rất là nhiều, thì bán cũng giờ nội trong thành phố Sóc Trăng rồi bán cũng mười mấy 20 cái nha các bạn. Thì tại chậu đổ này trong quá trình bán thì cũng nó chậm hơn chậu tròn của mình bình thường. Thì cái chậu này tương tự một số khách hàng như là nhà có biệt thự hoặc là nhà đẹp này kia, người ta hay xài những chậu hoa văn hoặc là chùa chiền thì hay xài cái chậu hoa văn nhiều, nên là thường cái chậu này cũng khá là chậm bán. Thì mỗi năm mà chung bán cũng tầm khoảng 30-40 cái là dữ lắm nha các bạn. Thì cái thời gian gần đây thì cũng làm dự trữ một số sản phẩm để bán Tết năm 2021, thì cũng còn khoảng tầm mấy tháng nữa thôi là Tết tới rồi, nên là chậu phải làm dự trữ để có bán phục vụ cho bà con ăn Tết nha các bạn. Thì sau khi quét qua lớp nhớt, các bạn tiến hành pha cái hồ dầu đặc, các bạn quét bên trong cái bề mặt khuôn. Lớp hồ dầu này giúp nên sau này lấy cái hoa văn ra thì hoa văn nó sẽ ít có lỗ mọt và được rõ nét hơn, nó sẽ đẹp, nó sẽ láng hơn. Thì các bạn cứ quét như thế giáp vòng tròn của cái chậu, và tiếp theo sau đó thì chúng sẽ mời các bạn theo dõi tiếp nha. Thì cái chậu đổ này trung bình các bạn làm hoàn thành thì nếu mà làm tối đa thì trung bình làm có thể là buổi sáng, thì nếu mà cố gắng thì sẽ được một cái mà gồm cái chậu và cái chân. Nhưng mà trong cái thời gian chờ cái chậu khô để mình làm miệng hoặc là làm nguội lại cái lòng chậu thì nó tính gọn thời gian, tầm cũng khoảng là cứng một buổi thì các bạn làm mới hoàn thiện cái chậu này. Đây, trong quá trình làm mình sẽ chờ những chậu nó khô rồi mình mới làm tiếp những công đoạn tiếp theo. Thì các bạn tiến hành chọn hồ đá sử dụng đá mi. Thì hồ cát này các bạn lường khoảng hai thùng bê rửa cát và nửa bao xi, các bạn chọn hai quận, chọn nó đều lên. Và tiếp theo cái đó các bạn chọn hồ đá này để lắp cái phần đáy của cái chậu 1m cho nó chắc chắn hơn, tại vì phần đáy nó chịu lực là một cái cây nó chịu lực là phần đáy chịu lực cũng rất là nhiều, nên là hồ đá cho nó chắc chắn. Thì các bạn đổ qua một lớp hồ đá như thế này thì cái đá chậu sẽ chắc chắn hơn. Sau khi đổ hồ đá qua một lớp mỏng như thế, các bạn tiến hành vô cái kẽm phần đáy. Các bạn đổ tầm 2 xô hồ, mà 2 xô mà cái độ dày nó cũng khoảng gần 2 phân hồ thì nó đủ chắc chắn rồi. Thì sau khi lớp hồ đá xong, các bạn tiến hành chọn cái hồ dẻo, hồ cát dẻo. Các bạn lắp bên trong cái lòng chậu. Thì các bạn cứ thế dùng cái bàn chà kết hợp với cái bay, các bạn cứ lắp qua một lớp như thế. Cái độ dày khoảng 1 phân hồ để tiến hành vô kẽm.
Thì cơ bản cái chậu đắp tay này cũng rất là đơn giản, thì làm quen cũng rất là đơn giản. Thì một số cơ sở thì hiện tại thì có những cái khuôn lồng trong, nhưng mà khuôn lồng trong thì nó tiện làm rất là nhanh, nhưng mà nó bất lợi cái là không có bỏ kẽm được. Thì cái chậu khi mà đưa lên sản phẩm mình trồng lên thời gian nó sẽ dễ cây phát triển, cái chậu nó dễ bị bung, nó dễ bị bể, thì mình bán nó sẽ mất uy tín, thì khách hàng sẽ không có tin tưởng và dùng sản phẩm bên mình nữa. Nên là ở đây thì toàn bộ khuôn bên cơ sở chậu kiện Sóc Trăng không có sử dụng lồng trong. Thì ngoài làm chậu tại cơ sở thì chung còn nhận làm dâu chậu gia công khắp nơi. Thì các bạn nào có cơ sở hoặc là địa điểm không có thợ làm thì các bạn cứ liên hệ với chung, thì chung sẽ nhận làm chậu gia công cho các bạn. Thì số điện thoại của chung là 033 239 4288, hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì qua đó thì chung sẽ ở cơ sở sẽ nhận đào tạo học viên. Thì các bạn nào có đam mê muốn phát triển cái nghề dầu kiển thì các bạn cứ tới cơ sở của chung. Thì nó có hai phương thức học nghề, một là học thi công, hai là học đóng phí. Nếu mà đóng phí thì thời gian học các bạn sẽ nhanh hơn, rút gọn để mình về cơ sở mình làm mình bán. Còn học thi công thì tùy theo cái trình độ của bạn, tùy theo cái năng lực của các bạn. Nếu mà các bạn làm nhanh, làm ra nhiều sản phẩm thì cơ sở sẽ trả lương và tạo điều kiện cho các bạn ăn ở, cho các bạn ở xa thì các bạn ở gần thì cứ tới cơ sở chung. Thì ở đây thì chung sẽ hướng dẫn tận tình và đào tạo các bạn ra nghề để phát triển cái nghề chậu kiển này nha các bạn. Thì cơ sở chậu kiển Sóc Trăng này luôn đặt một cái chất lượng và một cái uy tín lên hàng đầu, nên là mỗi sản phẩm làm ra thì đều kỹ lưỡng tỉ mỉ từng khâu một. Thì làm cái gì chậu này các bạn hơi kỹ thì làm sản phẩm nó ra mới đẹp được. Ở bên dưới thì chung đặt một cái ống nước để khui cái lỗ để thoát nước dễ dàng. Các bạn cứ đắp ở dưới xong rồi các bạn cứ đắp lên cái thành miệng luôn, đắp từng lớp như thế. Thì nhằm cái mục tiêu là phục vụ quý khách hàng tốt hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì nên các bạn cứ thoải mái ý kiến, thì anh em cùng giao lưu và chia sẻ để mình học hỏi phát triển cái nghề chậu kiển cho nó bền vững. Thì sau khi qua một lớp hồ dày khoảng một phân hồ, các bạn tiến hành vô kẽm. Thì kẽm các bạn sử dụng kẽm 5 ly thì cho cái chậu nó thêm chắc chắn nha bạn. Đầu tiên các bạn vô cái cọng kẽm miệng trước. Thì kẽm này các bạn mọc các bạn chuẩn bị trước ngày hôm trước, các bạn bẻ cho nó thẳng này kia rồi tròn này kia, các bạn chỉnh sửa cho nó im. Ngày hôm sau các bạn chỉ việc đặt vô. Thì sau khi bỏ kẽm xong, các bạn gắt cái hồ khô lên. Tại cái lớp hồ này các bạn đắp liền thì các bạn làm nó sẽ không có khô liền được, nên là đắp thôi, gắt hồ khô này để cho nó nhanh khô hơn, để mình lên cái lớp hồ tiếp theo nó nhanh hơn. Và lớp hồ khô này nó giúp cho cái hồ nó không có bị trễ xuống. Thì tiếp theo các bạn vô những cái cọng kẽm còn lại.
thường cái chậu tròn này cơ bản vô kẽm cũng rất là dễ, như là có những cái chậu lục giác hoặc là vuông thì các bạn có thể bẻ cho nó vuông giúp. Còn chậu tròn khoanh kẽm nó tròn sẵn này, mình chỉ giãn ra mình chỉ để vô là xong. Thì các bạn thấy là để kẽm như vậy là cái chậu nó chắc chắn hơn, thì chậu mà nó có bung nó có bể thì cũng kẽm nó còn giữ lại, nó sẽ cố định nó chắc chắn. Còn mà không có kẽm các bạn tưởng tượng nó sẽ bung ra nó bể. We'll be right back.
Rồi sau khi lắp qua một lớp miệng như thế, các bạn chờ cái chậu nó ráo tầm khoảng 15 cho tới 20 phút. Thì trong thời gian chờ các bạn có thể là làm những cái chuyện khác. Thì trước mắt các bạn này là cái khuôn để kéo cái lòng trong. Thì chung sử dụng và thiết kế cái miếng ton sắt như thế này để kéo lòng trong. Các bạn đặt vô như thế này. Sau khi các bạn đắp cái dành miệng cho nó đủ, các bạn đặt như thế này. Thì không cần biết các bạn đắp như thế nào để bạn, nếu mà đắp thiếu để bạn kéo nó hụt, còn bạn đắp đủ thì tất nhiên các bạn kéo nó sẽ dư rồi. Nên là các bạn đặt làm sao mà cho nó dày, nó ôm sát như thế này đó, như thế thì các bạn kéo giáp cái vòng tròn, dùng tay cầm đều từ trên dưới kéo giáp cái vòng tròn. Thì sau đó các bạn kéo cho nó đều như thế, thì chờ cho nó gáo tầm khoảng 15 cho 20 phút cái miệng nó gáo. Các bạn pha cái hồ dầu. Thì các bạn thấy là giờ đang chế một cái lớp hồ dầu để kéo cho cái miệng chậu nó láng hơn. Thì cơ bản dùng cái miếng to như thế làm nó cũng rất là hoàn thiện, nó rất là đẹp. Cái miếng to này các bạn tạo khung hình làm sao mà cho nó bo, cho nó cái dành miệng chậu cho nó đẹp. Thì cái chậu 1 mét này nó tiện hơn cái chậu 90 là như thế, là làm cái khuôn này các bạn kéo nó nhanh hơn, nó rút ngắn thời gian hơn. Thì cái miệng 90, cái chậu 90 thì làm cũng kéo cũng được luôn. Các bạn có thời gian các bạn thiết kế như thế này làm nó nhanh hơn rất là nhiều. Thì cơ bản là cái khung của cái miệng đã kéo cơ bản như thế là nó cũng chưa có hoàn thiện các bạn. Thì cái này thì các bạn chủ yếu là các bạn chờ cho nó khô đi, bạn kéo từ lớp nào mà cho nó láng. Đặc biệt các bạn lưu ý, các bạn kéo là đừng có kéo cho nó có kéo, thì các bạn kéo luôn, các bạn đừng có dừng. Nếu mà dừng những cái miệng các bạn thấy là có những cái lằn sọc như này, lằn sọc như này là các bạn khi mà kéo các bạn ngưng lại cái là nó sẽ có lằn như thế. Thì vô video thì chung bận công chuyện thì không có quay hết cái công đoạn được, thì mong các bạn thông cảm. Thì sau khi kéo những cái quận như thế cho nó xong, các bạn chờ nó gáo, cái miệng nó khô, các bạn dùng cọ các bạn quét lại, hoặc là dùng bay các bạn vuốt lại cho nó láng như thế này. Thì hiện tại cái miệng này đã hoàn thiện. Thì cái lớp hồi nãy chung kéo qua, chung chờ cho nó gáo, thì chung dùng cây bay chung vuốt lại thì nó láng như thế này đây. Đó, nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn. Thì cái miệng này, cái miệng vuông, cái miệng có lằn vuông như thế này thì không thể nào kéo bọc giống như cái miệng tròn được. Nên là mình chỉ dùng cái khuôn mình tự chế, mình kéo cho nó có cái nó ra cái hình miệng cố định. Thì mình kéo qua một lớp, hai lớp hồ dầu thì cho nó láng xong rồi các bạn chờ cho nó gáo, các bạn dùng bay các bạn vuốt lại và dùng cọ các bạn quét lại, thì cái miệng chậu nó sẽ láng như thế này đây. Đó, rất là đẹp. Thì hiện tại thì buổi sáng thì chung đã làm hoàn thành cái chậu 1 mét này. Thì bên dưới thì đã có một cái ống thoát nước. Thì sau khi cái chậu các bạn quét cái lòng trong xong, quét lòng trong xong sạch sẽ, trơn khô ráo trơn, thì các bạn tháo cái ống nước này ra. Thì tháo ống nước ra đã có một cái lỗ như thế để cho sau này trồng cây nó thoát nước dễ dàng. Thì ngày mai chúng sẽ tiến hành tháo khuôn ra, thì ngày mai cái hoa văn bên trong như thế nào thì các bạn sẽ được rõ nha các bạn. Thì buổi sáng hôm nay chúng tiến hành tháo cái khuôn chậu 1 mét ra nha bạn.
thì cái khuôn nó có từng khớp các bạn, bạn mở ốc ra và các bạn tháo khuôn ra thì các bạn thấy là cái quai giang bên trong nó rất là đẹp nha các bạn. Bạn dùng búa cao su các bạn gõ bên cái miếng ngoài của cái khuôn cho nó rung rung và nó sẽ hở ra. Rồi sau đó các bạn cứ lấy khuôn ra, nó rất là dễ dàng nha các bạn. Các bạn gõ nhẹ nhẹ mà gõ đều tay, đừng có gõ mạnh quá. Cái chậu nó màu đen là do cái lớp nhớt ban đầu mình đã quét lúc trước, thì các bạn phơi nắng 4-5 bữa nó khô cái lớp nhớt này, tiến hành mình sơn được rồi. Quai văn rất là rõ nét, rất là đẹp nha bạn. Khuôn lấy ra thì quai văn nó không có bị bể như nào, rất là hoàn thiện. Thì cái khuôn này là khuôn cứng nhưng mà cái quai văn nó rất là đẹp, rất là nét. Khuôn composite nha các bạn. Thì bên trên thì có quai văn chữ S. Nó chạy giáp vòng tròn với cái chậu và bên dưới cũng thấy luôn. Là bên dưới nó sát với là chung quay không có thấy được. Còn bên đây là cái quai văn chữ thập nha bạn. Bên đây là cái quai văn một cái cây tre rất là già nua. Thì cái chậu này nó có ba cái học quai văn và ba cái học chữ thập. Thì ở trên dưới là chạy giáp vòng tròn của cái quai văn chữ S. Thì hiện tại cái mẫu khuôn này đã hoàn thiện, thì quý khách hàng nào có nhu cầu mua khuôn hoặc là mua chậu thì cứ liên hệ với Trung qua hai số điện thoại là 033 29 4288 hoặc số điện thoại là 385 129 129. Thì video hướng dẫn kỹ thuật làm chậu 1m của Trung ở đây là kết thúc. Thì Trung chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.